trần thế. Mừng vui Vu Lan, lòng thành kính chúng con cầu xin. Nguyện nói gương xưa cùng đến đáp công. Mẹ cha công ơn cao như núi, lòng son luôn luôn con ghi khắc bao ân ngày Vu Lan. Trời xanh bao la, ngàn chim ríu rít trên cành cây. Mừng vui Vu Lan cùng vọng hướng Đức Ngô Kiền Liên. Mừng vui Vu Lan, ngàn nơi hát khúc ca mừng reo. Mục Liên khi xưa là gương sáng soi khắp trần thế. Mừng vui Vu Lan, lòng thành kính chúng con cầu xin. Nguyện noi gương xưa cùng đền đáp công ơn mẹ cha. Mừng vui Vu Lan, ngàn nơi hát khúc ca mừng reo. Mục Liên khi xưa là gương sáng soi khắp trần thế. Mừng vui Vu Lan, lòng thành kính chúng con cầu xin. Nguyện nói gương xưa cùng đến đáp công ơn mẹ cha. À, sân bay chỗ ra chậm rãi, chậm rãi chỉ cho ba hồn trong các đá để không được sáng hôm nay chạy tại chùa Tân Long. Trên bàn chứng minh thứ nhất, thay mặt ban tổ chức, chúng con đê đầu kiền thỉnh hòa thượng Thượng Giác Hạ Quá, thượng tọa Thượng Thiện Hạ Sưng, thượng tọa Thượng Thiện Hạ Nghĩa, thượng tọa Thượng Thiện Hạ Thông, thượng tọa Thượng Minh Hạ Thùng, thượng tọa Thượng Phước Hạ Lạc và thượng tọa Thượng Thiện Hạ Hảo, quan hỷ an tọa trên bàn chứng minh thứ nhất. Nơi bàn chứng minh phía tay trái từ Phật điện nhìn ra, chúng con thành tâm cung thỉnh chư tôn đức ni. Và nơi phía tay phải từ Phật điện nhìn ra, chúng con thành tâm kiền thỉnh chư tôn thiền đức tăng quan hỷ đồng an tọa. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Hiện tiền cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn giáo phẩm hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng ni. Thưa toàn thể quý Phật tử, hiếu hạnh khơi nguồn mấy ngàn năm, Mục Liên Tôn Giả độ mẫu thân, muôn thợ sáng ngời gương hiếu hạnh, Vu Lan hoài niệm báo thăm ân. Để chính thức bắt đầu cử hành đại lễ Vu Lan báo hiếu tại chùa Tân Long sáng hôm nay.
chư tôn thiền đức tăng ni an tọa, mời toàn thể đạo tràng Phật tử đồng an tọa. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đài Chứng Minh. Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả Bồ Tát Tát Đài Chứng Minh. Cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, quý ni trưởng, ni sư, chư đại đức tăng ni, thưa toàn thể quý Phật tử, tiếp tu sang lá vàng rơi lát đát, hạt mưa ngâu rào rạc phủ dân đầy, một liên hương sáng mãi còn đây, mùa hiếu hạnh ơn sâu dày lời nhớ. Kính bạch bản ngày, hằng năm mỗi độ hè đi thu lại đến, lá vàng rơi rụng đâu đây, tiếng chuông chùa nhẹ nhẹ ngân, như khẽ gấp những tái tiên hiếu hạnh tưởng nhớ đến công đức sanh thành của cha mẹ, từ các bậc thánh nhân cao cả cho đến những người tầm thường nhất, không ai là thân do cha mẹ sinh ra. Chính cha mẹ đã san sẻ một phần máu thịt của riêng mình để tạo nên hình hài cho mọi chúng ta. Nếu không do con ơn trời biển ấy thì tất cả chúng ta không làm sao có mặt trên cõi đời này. Tình thương của cha mẹ dành cho con là một thứ tình cảm thiêng liêng cao cả và quý giá nhất trên thế gian này, mà không có một tình thương nào so sánh được. Do vậy, tri ân, báo ân không chỉ là bổn phận của người con mà là một diễm phúc. Và diễm phúc này chỉ có ở những người con hiếu hạnh mới cảm nhận được một cách trọn vẹn sâu sắc. Khi chào đón Vu Lan về, kính bạch chư tôn thiền đức, thưa toàn thể quý Phật tử, Vu Lan lại trở về trên khắp mọi miền đất nước. Mùa báo hiếu của người con Phật, lễ hội Vu Lan ngày nay không còn là ngày lễ riêng của Phật giáo mà nghiễm nhiên trở thành ngày lễ truyền thống của dân tộc Việt Nam và đã mang giá trị văn hóa tinh thần là phương pháp giáo dục đạo đức có giá trị nhân bản trong nhân loại, bởi nó nói lên tầm quan trọng của di sản đạo đức thích ứng với mọi trình độ tình cảm của người con Phật, nhằm nhắc nhở gương hiếu hạnh của tiền nhân cho thế hệ mai sau ghi nhớ công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Đây chính là một nhân cách tốt đẹp của con người. Năm nay, mùa Vu Lan lại trở về với muôn triệu trái tim của những người con hiếu hạnh. Vì mùa Vu Lan và tri ân báo ân cha mẹ, đúng với tinh thần của người con Phật, đó là ưu tư của người Phật tử khi nghĩ đến cha mẹ khi Vu Lan về. Với tinh thần đó, hôm nay ngày 13 tháng 8 năm 2014, nhằm ngày 18 tháng 7 năm Giáp Ngọ, tại đạo tràng chùa Tân Long, thượng tọa trụ trì cùng chư tăng và Phật tử long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu cho hàng Phật tử câu hội về đây để hoài niệm đến bậc sanh thành khả kính và cũng đồng thời để khánh tế chư tôn đức tăng ni sau 3 tháng an cư kiết hạ viên mãn. Đó chính là lý do của buổi lễ sáng hôm nay. Thay mặt ban tổ chức, vào giờ này chúng con xin thông qua chương trình của buổi lễ sáng hôm nay như sau: 1. Trang nghiêm đạo tràng. 2. Cung nghinh chư tôn thiền đức tăng ni thân lâm. 3. Niệm Phật cầu gia bị, tuyên bố lý do thông qua chương trình, giới thiệu thành phần tham dự. 4. Dâng hoa cúng dường. 5. Cảm niệm công đức sanh thành của cha mẹ. 6. Phúc mặc niệm. 7. Ý nghĩa bông hồng cài áo. 8. Phật tử tác bạch dân pháp y. 9. Đạo từ của chư tôn hòa thượng chứng minh. 10. Phật tử dân pháp y ca sa cúng dường.
11 cảm tạ và hoàn mạng. Đó chính là chương trình của buổi lễ sáng hôm nay. Kính bạch chư tôn thiền đức, vào giờ này thay lời cho ban tổ chức, chúng con xin được cung kính cung đón và giới thiệu sự quan lâm và chứng minh của Hòa Thượng Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, trụ trì chùa Phước Linh, đạo hiệu Thích Giác Hóa. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, trụ trì chùa Linh Quang, Di Đà Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu sự quan lâm và chứng minh của Thượng tọa Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, đạo hiệu Thích Minh Thuần. Chúng con xin được cung kính giới thiệu sự quan lâm và chứng minh của Thượng tọa Thượng Phước Hạ Lạc, trụ trì chùa Tân Thù. Về phía chư ni, chúng con xin được cung kính giới thiệu sự ni sư Thích Nữ Như Chánh, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cao Lãnh. Xin được cung kính giới thiệu ni sư Thích Nữ Như Châu, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Tháp Mười. Xin được cung kính giới thiệu sự quan lâm và chứng minh của ni sư Thích Nữ Như Quang, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh huyện Thanh Bình, cùng chư tôn thượng tọa, chư đại đức tăng, quý ni sư, chư đại đức ni, trụ trì các tòng lâm tự viện, tịnh xá tịnh thất tại địa bàn thành phố Cao Lãnh cũng như tỉnh Đồng Tháp cũng về tham dự buổi lễ sáng hôm nay, xin được cung kính giới thiệu chung. Và thay mặt ban tổ chức cũng xin được hân hoan và chào đón hơn 500 Phật tử về dự buổi lễ sáng hôm nay, xin được hân hạnh. Kính bạch chư tôn thiền đức, thưa toàn thể quý liệt vị, kính lạy tăng người thừa chí cả, thay Thế Tôn Hoằng Hóa Đạo Màu, tỳ duyên quá độ vô cầu, là thầy mô phạm dẫn đầu chúng sanh trong ý niệm thiêng liêng cao cả ấy, để bày tỏ tấm lòng thành kính và tri ân sâu sắc đến chư tôn đức đã nhín chút thời gian quý báu thân lâm về dự đại lễ Vu Lan tại chùa Tân Long sáng hôm nay. Giờ này chúng con xin mượn những đóa hoa tươi thắm gói trọn những tấm lòng thành kính và sự tri ân kính cẩn dâng lên quý ngài. Thể theo chương trình lễ dâng hoa bắt đầu. Thôi lạy Phật, Pháp Bi Kiêu Thế, đến đạo lành, phổ tế chúng sanh, trần gian biết nào tu hành, nhờ đèn trí tuệ quang minh soi lạy Pháp là phương giải thoát, dẫn chân truyền y bát từ xưa, Pháp tu chứng đắc thích giờ, độ người qua đến bên bờ nhất vận thánh bần, tự mình giác ngộ lý
chân giúp người giác ngộ chuyên cần công tu. Chắp tay tâm thành con vui lạy hướng hoa cung dường lên chư Phật đạo vàng tỏa sáng mười phương quý thầy diệu pháp soi đường con chư tôn đức những lẫn qua tươi thắm nhân đại lễ Vu Lan sáng hôm nay. Kính bạch chư tôn thiền đức, thưa toàn thể quý liệt vị, tôn vinh cha mẹ hiếu làm đầu, kính thành tinh chấp tạc ân sâu, muôn thở sáng ngời tâm hiếu hạnh, đời đời tỏa rạng khắp năm châu. Cha ơn dưỡng dục bằng non thái, mẹ nghĩa sanh thành tợ biển sâu. Của công cha mẹ mênh mông lắm, con gắng đáp đền tròn trước sau. Theo chương trình vào giờ này, xin mời đại diện Phật tử tại chùa Tân Long kính cẩn dâng lên những lời dòng cảm niệm về hai đấng sanh thành nhân buổi lễ Vu Lan báo hiếu sáng hôm nay. Xin trân trọng kính mời Phật tử thiện bình. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính bạch chư tôn hòa thượng, thượng tọa Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa quý Phật tử, hàng năm cứ mỗi độ thu về, khi những chiếc lá vàng lần lượt bỏ cành xanh quay về nơi miền đất lạnh lạnh, cũng là lúc chúng ta, tất cả những người con Phật lại bồi hồi tưởng nhớ đến một mùa Vu Lan. Mùa báo hiếu tứ trọng ân là ngày tự tứ của chư Tăng sau 3 tháng an cư kiết hạ. Vu Lan báo hiếu, mọi người đến chùa đều được cài lên ngực một bông hồng để chúc mừng bạn là người may mắn còn trọn vẹn tình yêu thương của cha mẹ, hay chia sẻ nỗi buồn của người mồ côi. Hoa hồng cài lên áo, nơi trái tim biện minh cho sự sống của con người rất cần đến tình thương yêu của cha mẹ. Chúng ta được sinh ra và lớn lên là thành quả và ý niệm từ tình thương yêu của cha và mẹ. Ai còn mẹ thật là hạnh phúc, kẻ thiếu phước lại gặp nỗi xót xa. Tình thương của cha mẹ
nghĩa nặng của ơn Thầy. Vì những gian nan vất vả của cuộc sống, vì cơm áo gạo tiền, vì địa vị hay vì sự ích kỷ tự ti, chúng ta đã làm quên đi bổn phận làm con, để khi sự tử dù có tiếc thương thì cũng đã quá muộn, chỉ còn lại chúng ta nỗi ngàn người khổ hạn. Nếu có bao giờ con yêu mẹ, hãy nói đi khi mẹ còn đây, còn nghe được những dòng tình cảm ngọt ngào yên dịu lời nồng cay. Lúc còn nhỏ mẹ cha ấm bồng yêu mến, rồi cha mẹ lại tiếp tục lam lũ nuôi con khô lớn. Đến khi trưởng thành thì con lại muốn ra đời tự lập, tự rằng sự phê phán của cha mẹ là một cực hình, nên xin lòng hoảng dẫn. Mẹ là lặng thắt ruột lo cho con, không lời hay nói. Chỉ đến khi con lập gia đình, sinh con đẻ cái, lúc đó vòng xoay cuộc đời lại đến với con ân hận ngậm ngùi như đã chia ly xa cách. Cha mẹ âm thầm từ đất trời nuôi con lao nhọc chặt đầy vơi, mở vòng tay lớn vì con trẻ, hướng dẫn con đi suốt cuộc đời. Thưa quý vị, hiện giờ này đạo tràng đang rực rỡ hoa hồng, hoa vàng tượng trưng cho sự thanh cao thoát tục, hoa hồng đỏ tượng trưng cho người còn cha còn mẹ, hoa hồng tường tượng trưng cho người còn mẹ bất cha, hoa hồng trắng tượng trưng cho người bất cha bất mẹ. Nhận được hoa hồng đỏ, xin chúc mừng bạn là người hạnh phúc nhất trần gian. Nhận hoa hồng trắng, tôi xin thành tâm chia sẻ một bài nỗi mất mát lớn nhất trong cuộc đời là người. Nhận được hoa hồng đường, xin bạn hãy an lòng vì biết mình còn mẹ và hãy tự nhiên cho người cha đã xa địa mình với lòng thành kính vô biên. Hoa hồng vàng, xin thành kính dâng lên chư tôn hòa thượng thượng tọa Đại Đức Tăng Ni, người đã phát nguyện độ tha cho cõi đời nhân thế còn xuống được trong biển khổ hữu sinh. Hoa hồng đỏ thắm được cài lên áo, xin bạn hãy tôn trọng và giữ gìn nâng niu lòng mẹ.